Sự thật đáng sợ về John Ekman, kẻ săn mồi danh ma xảo quyệt nhất thế giới động vật. Vũ trụ TV, giải trí không giới hạn. Trong thế giới tự nhiên, mọi loài sinh vật đều phải đối mặt với cuộc chiến sinh tồn từng giờ từng phút để sống sót cũng như không trở thành thức ăn của những kẻ săn mồi khác. Mỗi loài đều có một ưu điểm riêng như sức mạnh, tốc độ hoặc trí thông minh. Nhưng để mà nói thì hiếm có loài vật nào lại có đủ cả ba ưu điểm đó. Vậy liệu có loài vật nào có đủ cả ba ưu điểm trên? Ngay bây giờ, hãy cùng mình đi tìm hiểu về loài John Ekman nhé! Phân bố của John Ekman. John Ekman là một loài động vật thuộc họ chồn bản địa Âu Á, Bắc Mỹ, Bắc Âu và Trung Á. Loài này được phân biệt với chiếc bụng trắng bởi kích thước lớn và đuôi dài với một đầu màu đen nổi bật. Phạm vi phân bố của chồn đã mở rộng kể từ cuối thế kỷ 19, bao gồm New Zealand và là nơi loài này gây ra sự suy giảm các quần thể trên bản địa. John Ekman đuôi ngắn, còn được to hơn con cái, lông trên lưng màu nâu, bên dưới màu vàng hay trắng vàng. Về mùa đông, ở những vùng lạnh giá, bộ lông của chúng biến sang màu trắng, chỉ có chót đuôi là màu đen. Đây là cách để chúng ngụy trang trong tuyết. Đối với dân mua bán lông thú, khi bắt đầu mùa đông, bộ lông trắng của John Ekman cũng bắt đầu có giá cao. Sinh sản. Con cái có thể sinh sản từ khi mới lên 3 hay 4 tháng tuổi. Mùa giao phối diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9. Sau thời gian mang thai khoảng 255 ngày, con cái đẻ con trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 5. Mỗi lứa có từ 4 đến 5 con non. Chồn bố rất đảm đang, biết giúp đỡ chồn mẹ trong việc chăm sóc và nuôi con non. Con non hầu như không tự làm gì được lúc mới sinh ra. Mắt chúng cũng chưa mở mãi cho đến khi được 3 tuần tuổi. Sau 7 tuần tuổi, những con đực non đã có kích thước to hơn cả mẹ chúng. Cách thức hạ gục con mồi kỳ lạ. Loài chồn tuyệt đẹp này thông thường chỉ thích sống một mình. Chúng làm tổ trong các kẽ đá nứt, trong những ngôi nhà cũ hay trong những cái hang dưới lòng đất. Chúng chủ yếu đi săn vào ban đêm, thỉnh thoảng người ta cũng nhìn thấy chúng vào ban ngày. Thức ăn chính là chuột, chim và thằn lằn. Có thể bắt cả cá nhỏ, thỉnh thoảng cũng đi trộm trứng từ các tổ chim. John Ekman là loài thú săn bắt rất điệu nghệ. Chúng có thể giết con mồi chỉ bằng một cú đấm mạnh và chính xác vào ngay sau cổ con mồi. Thậm chí, những con chồn điệu nghệ này có thể giết và ăn thịt nhiều loại thú to lớn hơn thân mình chúng. Ngoài ra, chúng còn là tay bơi lội tuyệt vời. Vì vậy, những con mồi xấu số nào bị John Ekman săn đuổi thì thật sự khó lòng mà thoát chết. Khi gặp nguy hiểm, chúng tiết ra mùi hôi khó chịu từ những tuyến ở đuôi để xua đuổi kẻ thù. Độc chiêu săn thỏ bằng thôi miên của John Ekman. Loài John Ekman luôn tích cực chạy nhảy khắp vùng đồng cỏ nông thôn để săn bắt món ăn ưa thích của chúng, đó là thỏ. Tuy nhiên, khi việc đuổi bắt không mang lại hiệu quả, chúng bắt đầu sử dụng một khả năng siêu phàm. Trong lúc đi săn, con John Ekman đột ngột trông như phát cuồng. Mọi hành động kỳ quặc của nó đều nhằm thu hút sự chú ý của con thỏ. Bằng cách nhảy nhót, lăn lộn và vặn vẹo cơ thể, chúng ngày càng tiến sát lại gần con mồi. Con thỏ bị vũ điệu kỳ quặc của chồn thôi miên và không thể rời mắt khỏi màn biểu diễn đó. Con chồn thì vừa nhảy vừa tiến lại gần nạn nhân đang mê mẩn với điệu nhảy của mình cho đến khi tiếp cận một khoảng cách đủ để nó có thể lao đến tấn công bất ngờ, khiến nạn nhân không kịp trở tay. Cách săn mồi này có vẻ như mất thời gian và khá tốn sức, nhưng hiệu quả nó đem lại vô cùng hiệu quả. Cuối cùng thì con thỏ đã lìa sinh mệnh sau vài phút giải trí miễn phí, con chồn thì đã có phần thưởng sau màn múa xiếc từ thiện. John Ekman hạ gục thỏ rừng lớn gấp 4 lần. Khoảnh khắc John Ekman đuổi bắt và giết chết một con thỏ nặng gấp 4 lần trọng lượng của nó lọt vào ống kính nhiếp ảnh gia người Anh. Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Scott Honeyman theo dõi cuộc chiến sinh tử giữa John Ekman và thỏ rừng gần Douglas, Perthshire, Anh. Theo Longroom, Scott cho biết cuộc đuổi bắt kéo dài 10 đến 15 phút trước khi John Ekman giành chiến thắng và kết thúc mạng sống của con mồi. John Ekman ngoạm vào gáy thỏ và kêu ré lên trong lúc tấn công mục tiêu. Tuy nhiên, thỏ rừng thoát được và nhảy bật lên cao. John Ekman phản ứng mau lẹ không kém, nó lao theo ghì thỏ xuống đất lần nữa và cắn chặt đến mức con thỏ không thể dãy giụa. Chỉ chờ thỏ rừng nằm im bất động,
Sau một hồi chiến đấu, con thỏ đã không còn chút sức lực nào để chống trả con vật nhỏ bé này. Cuối cùng thì thỏ đã chọn cách lên thiên đàng với ông bà. Nhận thấy con thỏ đã chết, John Eggman kéo nó vào bụi cây thạch nam bên đường để thưởng thức bữa ăn. Những loài trồn tiết ra mùi hương khó chịu. Trồn hôi. Nếu tiếp cận quá gần trồn hôi, nó sẽ phun ra thiol sulfuric, khí có mùi giống hành thối. Không chỉ làm đối phương choáng váng, khí này còn gây ngừng hô hấp và mù tạm thời, đủ thời gian cho con trồn bỏ trốn. Mùi này được sản xuất ở tuyến hậu môn. Con trồn có thể bắn thứ mùi khủng khiếp này vào mặt kẻ thù từ khoảng cách hơn 2 mét. Một vài cá thể trồn hôi còn có thói quen trồng cây chuối để phun ra được nhiều mùi hôi hơn. Trong trường hợp chạm trán nhau mà đối phương còn ngoan cố không chạy đi, thì trồn sẽ phun thẳng vào mắt kẻ thù để trốn thoát một cách dễ dàng hơn. Mùi hương khó chịu này sẽ lưu lại trên cơ thể nạn nhân khoảng vài ngày liên tiếp. Mặc dù có khứu giác và thính giác nhạy bén, nhưng trồn lại có thể lực khá kém. Chúng không thể nhìn thấy các vật cách xa mình hơn 3 mét. Vì vậy, loài này dễ trở thành nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Tuy có tuổi thọ khi sống trong tự nhiên có thể đạt đến 7 năm, nhưng hầu hết các cá thể trồn hôi chỉ sống được tới 1 năm. Những con trồn được nuôi nhốt thì có vòng đời dài hơn, khoảng 10 năm. Trồn sói Wolverine. Sự thật ngoài đời của loài trồn sói Wolverine là một trong những loài bốc mùi thối nhất trong thế giới động vật. Chúng còn được gọi về cái tên như là gấu thối, mèo bẩn. Trồn sói Wolverine thực sự không có mối liên hệ nào với loài chó sói như nhiều người lầm tưởng. Chúng thuộc họ nhà trồn như trồn weasel, trồn lửng, trồn forest và các loài động vật bốc mùi khác. Không giống với các loài trong danh sách kể ra đây, trồn sói Wolverine không thải ra mùi cơ thể để phòng vệ. Chúng dùng các chất bài tiết mạnh từ tuyến hậu môn của nó để đánh dấu lãnh thổ và tín hiệu cho việc sẵn sàng trong mùa giao phối. Trồn sói Wolverine, Gulo, loài trồn mà không phải trồn. Nói vậy là vì loài trồn này trông giống với gấu nhiều hơn, với đôi chân ngắn, đầu rộng, tròn, mắt nhỏ và tai ngắn. Wolverine thuộc họ Mastodidae, họ trồn, nhưng lại là loài lớn nhất trong số các loài cùng họ trên cạn. Chỉ có rái cá biển và rái cá khổng lồ sông Amazon là hai loài thuộc họ này mà lớn hơn nó mà thôi. Một con trồn sói cỡ lớn có thể nặng tới 32 kg, dài hơn 1 mét. Chúng có thể hình rất chắc chắn, đầy cơ bắp, lớp lông dày, đen, chứa râu rất kỹ nước, kết hợp cùng bàn chân lại có 5 ngón, giúp chúng dễ dàng di chuyển trong các điều kiện địa hình băng tuyết. Đó cũng chính là lý do vì sao loài trồn này chủ yếu sống ở các vùng phương Bắc lạnh giá, băng tuyết quanh năm. Chúng mạnh hơn cả sói. Sói làm được gì? Chúng khỏe, thông minh, biết tấn công theo bầy và là một loài săn mồi tương đối nguy hiểm. Nhưng như đầu bài đã nhắc, Wolverine xét trên nhiều góc độ còn vượt xa hơn cả sói. Như đã nói ở trên thì trồn Wolverine là loài trồn có mùi hương vô cùng khủng khiếp để mà chế ngự kẻ thù cũng như là để đánh dấu lãnh thổ hay để báo hiệu chúng đã sẵn sàng giao phối. Nhưng đầu tiên phải nói về sức mạnh. Một trong những lý do khiến loài trồn này không giống trồn là vì chúng cực kỳ hung hãn và có sức mạnh vượt xa hình dáng cơ thể với khả năng giết con mồi lớn hơn chúng nhiều lần. Theo như ghi nhận, đây là một loài vật ăn thịt và ăn xác thối với con mồi cực kỳ đa dạng. Chúng thường nhắm đến những loài thú nhỏ, dễ dàng, nhưng đã có tài liệu chỉ ra rằng trồn Wolverine còn săn được những con mồi lớn hơn nó gấp nhiều lần như là hươu, nai xương tấm trưởng thành. Thậm chí cả linh miêu hay chó sói đồng cỏ cũng từng rơi vào miệng loài trồn quái dị này. Hơn nữa, do đặc tính ăn xác thối vùng lạnh, trồn Gulo còn có một hàm răng đặc biệt ở sau miệng, cho phép chúng xé được thịt con mồi đã bị đông cứng, điều mà sói chịu chết cũng không làm được. Tiếp theo là về khả năng tự vệ. Sói sống theo đàn nên chúng có thể chống lại những kẻ thù lớn hơn chúng, kể cả khi đó là gấu. Trồn sói thì khác, chúng sống một mình nhưng không vì thế mà dễ bị bắt nạt. Sở hữu bộ móng vuốt sắc nhọn, bộ lông, lớp da dày cùng sức mạnh thể chất rất lớn, chúng có thể chống lại khá nhiều kẻ thù. Nhưng kể cả khi bị lép vế, chúng vẫn có một vũ khí bí mật khác, đó là mùi. Wolverine thuộc nhóm trồn hôi nên chúng cũng có một tuyến hôi nằm gần cổng sau. Thông thường chúng dùng tuyến hôi này để đánh dấu lãnh thổ. Có điều khi nguy cấp, đây cũng là một vũ khí tự vệ cực kỳ hữu hiệu. Chưa kể, trồn sói còn có thể leo cây đầy thành thạo. Điều này thì sói rõ ràng là đã thua. Cuối cùng là trí tuệ. Sói nổi tiếng thông minh, nhưng trồn sói cũng không hề kém cạnh. Vì sao? Bởi vì chúng thường xuyên ăn trộm được đồ ăn của các loài vật khác, kể cả khi chúng vừa mới kết thúc chuyến săn mồi. Trồn sói còn trộm được đồ ăn trong bẫy của con người mà chẳng bị xây xước gì. Thậm chí chúng còn trộm cả những đồ lặt vặt của con người như là đạn, súng, săn, giày, chẳng hạn, mà chẳng để làm cái gì cả. Một bằng chứng khác cho thấy trồn sói cực kỳ thông minh đó là chúng trộm đồ ăn về nhưng mà không ăn ngay. Thay vào đó,
chúng vùi đồ ăn vào trong tuyết để mà tích trữ, giống như là con người giữ đồ trong tủ lạnh vậy. Bị cướp miếng ăn, trồn Wolverine quyết chiến với chó sói. Như trên đã nói thì trồn Wolverine là một loài vật chuyên đi săn lùng xác thối. Một video dưới đây ghi lại một cảnh con trồn Wolverine đang tận hưởng bữa tối của mình là thịt của con nai xứng tấm xấu số. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện con sói tấn công trồn sói với ý định cướp thức ăn của nó. Đừng trông dáng vẻ bé nhỏ của trồn sói mà xem thường sức mạnh của loài động vật này. Hình dáng không được to lớn nhưng sở hữu thân hình cơ bắp cuồn cuộn cùng với trang bị bộ móng vuốt sắc nhọn và bộ hàm khỏe, trồn sói hoàn toàn có thể đối đầu với những đối thủ lớn hơn nó. Thì tất nhiên, con trồn cũng chẳng ngán ngẩm gì khi quyết chiến với con sói cả. Tuy lúc đầu có hơi thất thế khi bị con sói phục kích, nhưng ngay sau đó, con trồn sói đã nhanh chóng lấy lại phong độ phản công và không xì hơi vào mặt đối thủ. Sau cùng, nó đã giành lại được ưu thế cho bản thân, đánh đuổi được kẻ ăn trộm đáng ghét. Các bạn thân mến, vậy là thời lượng video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Sau khi xem xong video ngày hôm nay, các bạn có suy nghĩ gì? Bạn có ý tưởng hay đóng góp gì muốn gửi đến ban biên tập chương trình để admin làm những video tốt hơn? Hãy nhanh tay comment ý kiến của các bạn phía bên dưới phần bình luận và đừng quên like, subscribe Trụ TV và bật nút chuông thông báo để ủng hộ admin và đón xem những video mới nhất, hay nhất đến từ ban biên tập chương trình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên kênh Vũ Trụ TV vào 9:30 và 17:30 mỗi ngày nha. Bye bye!